thích ca mâu ni phật từ đại chúng hôm nay là ngày 15 tháng giêng 2021 chúng ta vẫn đi vô cái bài kinh thân hành niệm và mình đã đi ngang qua cái phần niệm tức là ba phương pháp niệm sáu phương pháp về quán tức là chúng ta có tới chín đoạn ở đây đây của bài kinh thân hành niệm dạy cho chúng ta Đạo thứ 9 thì dạy rằng là chính phép niệm thân này thì kheo hải tu tập có quả báo lớn lao, một hiện tại lạc trú, hai mang không thể hài, ba dễ chứng thần thông, lại có 10 lợi ích. Đây là những cái nét và bài kinh thân hành niệm này tặng cho chúng ta nghe. Và mình nghĩ rằng là đại chúng chắc đã đọc. Nếu không muốn nói là các vị thuộc lòng luôn. Thuộc lòng chưa? Chưa thuộc lòng đọc cho kỹ là đã hay rồi thế rồi hôm nay chúng ta đi vô một cái phần rất là quan trọng để mình sẽ liên hệ nó với thiền đóng ngộ để cho các vị có thể cùng một lúc hành trì theo phương pháp của thiền tứ niệm xứ của truyền thống nguyên thủy hoặc là các vị theo phương pháp của thiền đóng ngộ chúng ta có thể ứng dụng hai cách nghe giờ mình làm bộ vưng cái máy lại là chúng ta học viết đàng hoàng viết đàng hoàng giống như cái thở trung học mình đang đi học vậy đó chúng ta sẽ đi vô cái phần thứ tư vấn đề là từ cái nhìn thiền tông đúng ngộ nhìn về pháp quán niệm này thưa các vị cũng là bài kinh niệm thân hành Thế nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính của thiền đấu ngộ mình nhìn đó thì nó có khác nha. Hay cái ý mình muốn thưa đó là thế này. Mình có quyền khai thác bài kinh này theo cái nhìn của thiền đấu ngộ. Thì thực rằng là văn hóa người Việt và Phật giáo Việt Nam chúng ta rất là gần với thiền đấu ngộ thiền của truyền thống nguyên thủy gần đây họ mới bắt đầu phổ biến và người ta bắt đầu đua đòi học thiền tứ niệm xứ và các vị tăng ni trẻ Việt Nam họ đi qua Myanmar tức là đi qua Miến Điện qua Tích Lan qua Thái Lan họ học thiền tứ niệm xứ do vì cái căn bản về thiền Đống ngộ và cái sự hiểu biết của ta đối với con đường học và hành đối với truyền thống Phật giáo cũ á, mình rất ư là mù mờ do vậy cho nên thưa các vị mình nghĩ rằng mà thiền tứ niệm xứ của truyền thống Nam truyền nó đặc thù thế nhưng nếu các vị có một cái nền tảng Phật học là một có công phu tu là hai các vị nhìn vào thì thấy rõ ràng rằng là trong cái thiền đấu ngộ của chúng ta nó đã bao hàm bao hàm phương pháp thiền tập của thiền tứ niệm xứ nghe và cái may mắn gần đây đó là ta có dòng thiện của Trúc Lâm. Tuy nhiên, một số các thầy truyền thống Trúc Lâm lại không có khai triển để cho chúng ta có thể có cái nhìn quán thông về thiền tứ niệm xứ và thiền đống ngộ. Do vậy cho nên mình cố tình khai thác điều này cũng như rất nhiều bài kinh mà chúng ta học để các vị thấy nó liên lạc với nhau rất ư là rất ư rõ ràng. Và nếu mình hiểu được điều này rồi, không nhất thiết cái này không phải mình nói có giải pháp lối chi nghe mình nói là sự thật không nhất thiết mình bắt trước các vị sư của truyền thống nam truyền mình cũng đủ niềm tin và đủ tự hào cho phật giáo việt nam chứ mắc gì mà phải phát sáng đi học nơi nọ nơi kia rồi nghĩ rằng là thiền việt nam các vị tổ sư của người việt dòng giống lạc hồng kém cỏi hơn các vị sư của các truyền thống nam truyền ư điều này sai lầm nghe nên có một chút niềm tự hào dân tộc là nếu chúng ta không có quay về khai thác sâu sắc cái nội dung thiền của ông cha ta đã để lại từ thế kỷ 11 thế thì thưa các vị rằng mình phản bội tổ tiên dòng giống lạc hồng đó các vị có thấy rằng là những bài kinh mình thường thường dù có giải kinh nam truyền nhưng mà mình cũng đem thiền tứ niệm sứ vô. Xây dựng cái nền rất là vững là như vậy. Điều thứ hai là mình có dạy thiền đúng ngộ và những bài thi kệ nhưng mình cũng lòng pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ đi vô để thiết lập cái nền tảng rất là căn bản. Lâu nay những điều này mình không có giải bài để cho các Phật tử thăm dò nhưng mà chính thực cái nội dung nó là như vậy Hầu như Toàn bộ những cái bài mình dạy về thiền tập Thưa các vị nó đều có hai phần Đó là phần chế Lý giải và hành trì Lý giải đó là từ cái nền tảng thiền đúng ngộ nghe Hành trì đó là từ nền tảng thiền tứ niêm xứ Đó là cái sự dung thông mà để chúng ta Là người Phật tử hoặc là người tu sĩ Không am tường điều này dường như là chúng ta mất gốc chúng ta phản bội tổ tiên á cho nên các vị lưu ý đây là những điều mình nói để cho các vị lưu ý tất cả những bài kinh mình dạy những bài thiền học dù cho đó là thiền đúng ngộ từ cái nền tảng kinh văn như là pháp bảo đàn như là di mắc cật chúng ta đã từng học hoặc là chứng Đâu ca thưa các vị nó đều có hai phần gì hết lý giải để thể ngộ thiền trên cái nền tảng thiền đốn ngộ thế nhưng hành trì thì mình thường lấy thiền tướng niệm xứ đi vô cho nên các vị hãy có một cái niềm tự hào nhất định đối với thiền học việt nam nghe và nếu hiểu được điều này rồi các vị thấy rằng là những hình thức phật giáo hiện tại thưa các vị mình không nhất thiết rằng là phải bê nguyên bản phải bắt chước y như các vị sư đã từng bị đã từng bị Phật giáo Trung Hoa về cái ngành tín ngưỡng nhân gian cầu cúng ma chay lễ lược thao túng ta ta biết cách tinh lọc lại cái phần rất là tinh yếu của pháp môn hành trì từ chư tổ truyền đạt thế thì các vị sẽ rất nhẹ đối với hình thức lễ nghi phật giáo chẳng qua nó chỉ là những cái phương tiện các tổ thiết lập để độ sinh thôi để làm thành một cái chủ nhân cho người Phật tử Việt Nam đến với đạo thôi. Nhưng mà khi đạt đến một cái trình độ hiểu biết nào đó thì người ta phải lấy thiền tập làm nền tảng thôi. Thậm chí tịnh Độ Tông cũng là một cửa phương tiện nghe chứ không hề là pháp chân thật từ nền tảng kinh văn đại thừa, kinh văn A Hàm hay là từ cái nền tảng của trí tuệ giải thoát của bậc siêu thế truyền đạt. Cho nên hiểu được điều này thưa các vị là người tu các vị sẽ đạt được rất là nhiều cái sự thành đạt thành đạt cạn nhất là các vị tự nhiên vô quý không có sợ sệt bất an gì trước tất cả những cái nghi lễ rất là rườm rà mình có quyền chắc lọc lại mình có quyền loại bỏ mình có quyền hiên ngang đi theo pháp môn mình hành trì ngang. đây là vô quý thứ nhất về sinh hoạt nghi lễ phật giáo vô quý thứ hai có hàm nghĩa rằng là mình cũng chẳng sợ ông thầy nào nói nghe có vẻ phách lối nhưng nó là như vậy nhé tại vì thưa các vị các vị không thể sống với vị đạo sư nào cả dù ông đó là thiền sư cỡ nào đi nữa nhưng mà chắc chắn rằng là các vị liễu ngộ được tâm thấu đạt được vị phật nơi chính các vị vị thầy chẳng qua chỉ là cái gạch nối là cánh cửa mở tạo cái điều kiện cho các vị thể ngộ phật của chính các vị rồi khi mình thể ngộ rồi thì thưa đại chúng rằng là mình chỉ có quyền duy nhất đó là mình làm chủ cuộc đời mình thôi tức là ngộ được đạo lý rồi các vị vô cùng là mạnh mẽ vững vàng kiêu hùng hiên ngang đỉnh thiên lập địa không có phải là trải a tòng theo một dòng tu nào một thầy nào hay là một tổ chức nào họ dùng cái thế lực họ để họ đè bẹp mình, trấn ngự mình, hoặc là họ thao túng mình. Chuyện này nó là lẽ thật nghe. Vô ý thứ ba, thưa các vị, đó là các vị không còn sợ bất cứ một phiền não bất an, ưu tư, sầu thảm nào cả. Tại những thứ ấy nó là cái giả vờ bóng dáng của tâm thôi rõ được mặt thực của tâm rồi thưa các vị quét mắt nhìn đó thì nó liền tăng biến thôi cho nên không sợ phiền não của bất ai cuối cùng đạt đến cái vô quý tột đỉnh đó là chi sinh tử không còn bắt thôi đi được cho nên không còn sợ sinh tử nữa và nếu mình mà liệu đạt được cái nguồn gốc của thiền tổ tiên ta xây dựng trên cái nền tảng lý giải liễu ngộ tâm rồi thưa các vị ngay như cái chuyện rất ư căn bản là các vị đã có thể làm chủ cuộc đời mình, không có bị bất cứ một lý do gì thao túng đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, đủ an lạc, tâm thức mình tràn đầy pháp hỷ nghe Không có cô đơn, không có trống trải, không có bất an, không có sợ sệt Cái chuyện cô đơn của đọc cô, cô, cô liêu, chuyện đó chạy xa mất biến, không dám đụng nó vì đâu. Nó phải như vậy thôi Thấy được đạo nó là như vậy thôi nó Không khác được Đây là mình gợi ý để cho các vị nhìn rằng là Mình liên hệ Để làm cho đời sống tu chúng ta Càng ngày càng an lạc Càng ngày vững vàng Nếu mình học đạo Học kinh Không có đặt cái nền tảng này để làm thành tựu được Cái giá trị đời sống tu của mình Dường như thưa các vị Mình cứ lây quay thôi hết chạy theo ông thầy này đến chạy theo ông thầy nọ nghe thiền sư nào hay chạy tới nghe bên tích lan thái lan nào có vị sư chừng như người ta đồn rằng chứng đắc nọ chứng đắc kia là mình kinh hồn khiếp vía mình chạy tới nhưng mà không cần các vị có quyền khai thác kho tàng tội giác của các vị mở tâm bồ đề của các vị nhận ra vị phật của chính các vị thì thưa đại chúng rằng là đó là người đính thiên lập địa sống giữa tầng đời này không biết sợ đất trời chi cả tử sinh mà không sợ sợ ai thế là mình đi vô những vấn đề để cho các vị làm quen nha. vấn đề thứ nhất cái nền nền tảng của thiền đấu ngộ Thưa các vị rằng là nếu các vị xây dựng được cái nền, tức là nếu các vị ngộ được tâm các vị thì nó là cái nền tảng của thiền đúng ngộ được thiết lập rồi nha. Cái từ ở trong thiền đúng ngộ ta dùng là không thấy tấm không phải thiền. Nên nhớ nha. Cái quan trọng của thiền đúng ngộ là kiến tánh mới khởi tu. Kiến tánh khởi tu. Nếu chúng ta chưa có được cái nhân duyên lành chưa biết đường tu nhưng mà quá ham tu Cứ miệt mà dụng công tụng kinh nè niệm phật nè bố thí nè cúng dường nè và miệt mài đối công phu tu nhưng mà vẫn chưa có điều kiện học phật pháp chưa gặp bậc thiện tri thức mở cho cánh cửa tâm mình tu trên cái tầng tâm sanh diệt thì gọi rằng là mình tu nhưng mà chưa thấy tánh có khởi tu đó có niềm đam mê tu đó, có miệt mài công phu đó niệm phật liên tục từ sáng đến tối, tức là tụ như hiệu phật như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị công phu này đối với thiền nhân, tức là đối với người thể ngộ được tâm mà tu thì nó rất là chậm nghe. Cho nên trong nhà thiền bảo rằng thấy tánh rồi mà tu tập thì trong một ngày bằng người ta tu một trăm kiếp. Nó là như vậy nghe. Tại sao? Tại sao? Tại vì mình tu trên tầng tâm sinh diệt Và tâm sinh diệt thì thưa các vị Nó từng đợt từng đợt như sống Sống trên mặt nước có bao giờ mà nó cạn không? Không, còn nước còn sống đó Mình cứ đuổi lớp dòng thức này Lớp dòng thức khác nó lại sinh ra Cứ quét cái tầng nghĩ suy này Tầng nghĩ suy khác lại sinh ra Tại vì tâm nó phải như vậy Tâm nó phải nghĩ suy và khi nó nghĩ suy thì nó có cái tầng cạn phía trên đó là những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng bất an. Rồi các vị quét hết, khi nào hết? Chỉ có một việc đó là chết thì nó mới hết thôi nghe. Chứ còn sống thở vào tới ra thì nó vẫn như vậy. Tại vì nó phải vận hành như vậy để sống giữa cuộc đời này mà. Cho nên thưa các vị, mình tu trên cái tầng tâm sinh diệt cái điều thứ nhất đó là phước báo để có thể sinh thiên, có thể có được định có thể đè bẹp cái sự nghĩ suy xuống và cố gắng dồn nén nó để tâm mình có được bình an nhưng mà thưa các vị nó đều là cái chuyện giả vờ đều là lấy đá đè trên những cái bãi cỏ rồi cuối cùng thì khi đá bật lên thì cỏ cỏ dại nó tự mọc lên lại thôi không cách chi đoạn trừ được hết những cái tràn vọng thức những buồn những vui cả tình trạng này là tình trạng do vì chúng ta chưa có cơ may thấy được tâm nghe thế là nếu có cơ may thấy được tâm thì nó hàm nghĩa chi cái tự đầu tiên giả hiểu là nhận ra được ngay cái sinh diệt có cái bất sinh diệt ngay cái buồn vui có cái không buồn vui ngay cái lung lai ngay cái động ngay cái bất an, ngay cái sầu thảm, ngay cái lo âu, ngay cái hận giận vân vân, Thưa các việc có một trạng thái tâm chưa hề buồn giận, ghét thương, ưu tư phiền muộn sầu thảm bất an gì cả. Nhận ra được cái thể tâm này thì đây đây gọi là thấy tánh. Thấy tánh nghĩa là ngay cái sinh diệt nhìn ra cái không sinh diệt. Ngay cái buồn giận bất an thấy cái năng lực tâm không buồn giận bất an gọi là thấy tánh và nhận ra được điều này rồi thưa các vị cái việc tu nó không có phải là cái việc mình đuổi sạch giết hết những vọng tưởng, ưu tư, buồn giận gì cả. Mình chỉ cần sống với cái thật, sống với cái tâm không lay động, sống với tâm bất động thế thì tự khắc tất cả những cái sao động bất an của vọng thức ấy, nó tự tắt thôi. Thế rồi chúng ta quy chiếu lại để thể nghiệm nó rất là dễ thế này ví dụ như buồn vui hận giận bất an ưu tư sầu thảm đó là những xúc cảm sinh ra trong ta nếu mình không có dương mai các vị hình dung rằng mình chỉ tu bằng một phương pháp là làm thế nào để cho lòng mình đừng buồn đừng vui đừng hận, đừng giận thì các vị tu phương pháp chi và tốn bao nhiêu thời gian để hết điều này Dùng cho 100 năm giữa trần đời 200 năm giữa trần đời không thể hết điều này nữa nhé tại sao Tại vì cuộc đời mình còn sống là những điều đó nó phải sinh ra thôi. Thế nhưng, nếu mình học cho lý đạo Phật, mình có thể thăm dò vào chiều sâu bằng nỗi quán, tức là quay ngược lại nhìn đó, coi đây là buồn, đây là vui, có cái không buồn vui không? Nhìn ra thì đây là buồn, đây là vui, nhưng mà tôi đang nhìn cái buồn vui, thì chính cái trạng thái tâm đang nhìn buồn vui ấy, nó đâu phải là buồn vui. Buồn vui, bị nó nhận diện. Buồn vui thì đến mà đi, sinh mà việc Mà nó thì, nó luôn thấy đây là buồn đến rồi đi. Đây là vui đến rồi đi. lau thì buồn đến rồi đi. Mà cái quan sát, thì thưa các vị, nó không đi đâu cả. Nó luôn có mặt. Cho nên, cái buồn vui đi ngang qua, nó biết rằng đây không có buồn vui nè. Rồi tới buồn vui lại tới, thì nó biết buồn vui đã tới nữa đây. Thế thì, cái trạng thái tâm quan sát ấy, nó luôn chiếu sáng, buồn vui thì đang đi ngang đi ngang qua trạng thắng tâm ấy thưa các vị nó được gọi là tấm không sinh công việc của các vị nghe là mặt trời nó luôn ở yên đó nó không bao giờ lặn hành tinh chúng ta thì nó quay tròn cho nên chúng ta thấy mặt trời mọc và lặn nhưng mặt trời có mọc và lặn không vậy không mặt trời vẫn như vậy 10 tỷ năm ánh sáng chưa một ngày nào không sáng cả thế nhưng có lúc thì sáng, có lúc tối Tại vì ta đứng bên nửa mặt địa cầu này Ta nhìn thấy thì đây là sáng Khi hành tinh quay Chúng ta khuất bên kia ta nói là tối thôi Nhưng mà kỳ thực mặt trời không bao giờ tối nha Cũng như vậy Cái năng lực tâm nó quan sát Thì nó nhận ra được rằng lúc này có buồn có vui Lúc đó là ta giống như là đang ở bên kia nửa vòng trái đất vậy Thế rồi lúc không buồn không vui mà tâm ta rạng ngời đang chiếu sáng như hiện tiền này trạng thái tâm thức các vị không buồn không vui gì cả các vị đang lắng nghe thôi trong tâm các vị bạch tiếng nói thì thầm không có mong chờ thầy phước Tịnh nói cái gì cả ông nói thì nghe ông gần thì không nghe thế thì có năng lượng đang chiếu sáng không có nó đang có mặt hiện tiền cho nên nói thì nghe không nói mình cũng nghe nghe cái quãng lặng quãng trống không có tiếng nói Thế thì lúc nào mà cái năng lực tâm chiếu sáng nó không có đang hiện hữu đâu. Cho nên thưa các vị nhận ra cái khoảnh khắc này thì các vị thấy các vị không phải là những buồn vui sinh diệt nha. Các vị là người quan sát được những buồn vui. Các vị quan sát luôn. Dòng ý thức đang cuồn cuộn đi ngang. Và ta chỉ cần làm một việc tập tành làm người quan sát cái buồn cái vui. Và các vị nhận ra rằng đây là buồn vui có đến có đi Nhưng mà cái con người quan sát, cái tâm quan sát không bao giờ đến đi cả Nhận ra được ta chính là cái thể tâm đang quan sát Chưa từng sinh, chưa từng diệt Rõ rằng thấy tánh Nhận ra nơi sinh diệt của buồn vui có cái không sinh diệt Là cái năng lực đang chiếu sáng buồn vui nhận ra rằng trong cái dòng ý thức đang miệt mài của ngũ ấy có cái năng lực tâm đang nhận biết được từng dòng ý thức đang sinh đang diệt gọi rằng là nhận ra cái thể tánh phật không sinh không diệt thế thì kiến tánh thưa các vị nghe thì ghê gớm tưởng chừng như là mình phải tu 10 năm 20 năm 50 năm hoặc lên động tuyết sơn nhập thất hoặc là đánh lễ lại các vị thiền sư ngàn lại buông lại mới có thể nhận ra điều này trong ti. không cần như vậy đâu nghe chỉ cần làm một việc mình ngồi trầm tư lại nhìn coi cái gì buồn vui đang đến đang đi và cái gì đang ngó thấy đang nhận diện được buồn vui và nghiệm ra cái điều này thưa các vị đó là cái điều rất gần gũi nhưng mà do vì ta lâu nay không có năng lực nội quán không có cơ hội nhìn lại cái từ ở trong kinh văn gọi là không có cái cơ hội phản vọng quy chân không có cơ hội có thể ngồi bình yên nhìn lại cái cái gì đang buồn vui và nếu thấy đây là buồn vui thì ta là người đang thấy buồn vui là cái bị thấy và ta thấy thì không phải buồn vui rồi các con người thấy buồn vui không có buồn vui và cái thể nghiệm này thưa các vị nó rất đơn giản mà nghiệm ra được chỗ này gọi là thấy tánh ngay Ta đừng tưởng rằng thấy tánh dành cho một số người nào khác. Ta không có phải. Thưa không? Cư sĩ, tu sĩ, ai cũng có quyền làm điều này. Người Mỹ, người Úc, người Việt, người Canada hay là em bé, người trẻ, người già, người nam, người nữ chi có quyền làm điều này cả. Người tạo tội hàng xa. Thế nhưng mà trong một giây phút tình cờ họ cũng có thể nghiệm ra điều này nghe. Nó vượt ngang qua tất cả mọi cái chê mọi cái tầng lớp tuổi tác mọi giới tính mọi nghiệp thức có điều trong cái cảnh giới của chúng sinh nghiệp thức nó quá sâu tại vì khi loài động vật nó chưa phát triển được đến một cái tầm cao như loài người thì nó không có trí nhớ dài hạn không có trí nhớ ngắn hạn không có ký ức không có buồn vui không có lo âu không có nghĩ suy Do vậy cho nên nó không có khả năng là quay ngược lại nhìn cho ra cái gì là buồn vui và cái gì đang quan sát được buồn vui. Đời sống loài động vật nó không có cái năng lực như con người. Con người mới có khả năng như vậy. Và đạt đến đỉnh cao sự phát triển tri thức là con người. Được vượt hơn con người mới thành được vị thánh nha. Và giữa con người vị thánh nó chỉ cách biệt một đường tơ cái tóc thôi. Phạm nhân chúng ta thì chúng ta thấy ta là buồn vui, ta đồng nhất ta vào những xúc cảm, đồng nhất ta vào những nghĩ suy, đồng nhất ta vào những cái đó thì gọi là đồng nhất mình vào nghiệp. Thánh, chủng nghiệp như ta. Thế nhưng, ông còn có năng lực là vừa đang thọ nghiệp của hình này con người. Thế nhưng ông còn có khả năng thứ hai tuyệt vời hơn là ông nhìn được đây là cái nghiệp của ông. Hay nói cái khác, ông suy nghĩ như ta. Nhưng ông làm người quan sát được suy nghĩ của ông Phạm nhân chúng ta thì đàn đến ngưỡng cửa Rằng thấy mình là buồn vui Thấy mình là sự suy nghĩ Chấp mình chỉ là sự suy nghĩ thôi Nó ở trong giới hạn Của một linh hồn phạm phu thôi Thế nhưng mà nếu đàn đến cái thấy Là mở được cái tri kiến Thấy được tự tánh không sinh công việc Thì hà nghĩa rằng là ngay là thân phận phạm phu Anh có khả năng làm người quan sát cái con người phàm phu thì gọi rằng là thấy được tánh cho nên nền tảng thiền đúng ngộ là thấy tánh nha có một nhà quyền môn của truyền thống hồi giáo mình đừng nghĩ rằng chỉ có phật giáo mới khai mở cánh cửa này nghe khi tô giáo hồi giáo do thái giáo vân vân đều có những người ngộ đạo chứ không phải là chỉ có phật giáo chúng ta một nhà quyền môn tức là một người cũng tu theo truyền thống của đạo Islam tức là đạo Hồi giáo đó thế nhưng mà đặc thù rằng là ông cũng tự nhiên có nhân duyên rất kỳ lạ cho nên ông sống được với đạo lý tức là ông làm được cái con người đang quan sát tức là cái người thấy tánh này đây sáng ông ra bờ sông ông ngồi đó ông cầm tư ông chơi với dòng sông thôi thế là chiều ông lại về cứ ngày nào đều đặn đúng giờ đó đi ngang qua cái lâu đài kia chiều đúng giờ đó vào buổi tối 9 giờ tối đi ngang qua lâu đài đó đi về thế rồi có một buổi tối ông đi về ngang lâu đài đó thì ông già gác cửa lâu đài đó, tức là gác cổng đó người ta gọi là ông già gác da nghe ông ra ông chặn đầu ông nói xin lỗi ông tôi vô cùng thắc mắc tuy là nó hơi mất lịch sự nhưng mà nếu tôi không hỏi ông được thì cái đầu tôi nó vỡ đó nó rất là nhiều thắc mắc Cho nên tôi phải chẳng đầu ông thôi Ông vui lòng cho tôi hỏi rồi. Ồ tôi cũng rất thắc mắc Về ông đó Ông làm cái gì mà ông ngồi trong cánh cổng đó. Tôi cũng biết rằng có những lúc ông đang đi theo tôi Nó thú thật với ông rằng tôi cứ nhìn vào Sáng đúng giờ đó ông đi ngang qua Chiều đúng giờ đó ông về Và những ngày tôi không có bận việc Làm người gác cổng Thì tôi đi rình ông để ông làm Cái chi mà ông đi Ông làm việc rất đúng giờ như thế này và mặt mày ông nó sáng bừng mỗi lúc ông đi ông về cái điều vô cùng ngạc nhiên là tôi rình ông một ngày ở ngoài bờ sông tôi thấy ông không có làm gì cả ông chỉ ngồi đó ông nhìn dòng sông rồi ông cười với trời với mây rồi ông nằm rồi ông ngồi ông đi tới đi lui tôi hỏi ông cho ông làm cái gì mà cả ngày ông làm vậy rồi ông tràn đầy hỉ lạc với ngang qua tôi như có một vùng ánh sáng vậy ông già đó tôi cũng rất thắc mắc á tôi không biết ông làm cái gì ông ngồi trong cái cổng này là ông lại rình thôi ồ thú thật với ông rằng là tôi là người gác cổng phải gác cổng là sao gác cổng nghĩa là ai đi vô thì tôi thấy người ta đi vô đi ra tôi thấy người ta đi ra tôi chỉ có một việc ngồi đó nhìn ta thôi quan sát người ta đi vô ra thôi ồ đúng rồi đó ông cho tôi một cái gợi ý để tôi biết cách tôi trả lời với ông thú thật tôi cũng làm như vậy đó ông nói, ông nói chuyện lạ Tôi gác cổng thì có căn nhà nè, có chiếc cổng nè, có người đi vào đi ra, tôi nhận diện từng người. Còn đằng này tôi thấy ông đâu có cổng, ông đâu có gác tòa lâu đài nào, ông đâu có nhìn ai đi qua đi về. Không, ông nghe tôi giải thích cái đã. Ông gác cổng ở bên ngoài, tôi gác cổng ở trong. Thế thôi, chúng ta cùng làm một việc như nhau. Nhưng mà ông thì đi hướng khác tôi thôi. Ông đi hướng ra ngoài, tôi đi hướng vào trong. Thưa các vị, đây là câu chuyện rất lý thú về con đường thiền tập nghe nghe như thế này ta có thể thực tập được ta chỉ làm người quan sát thôi quan sát cái gì không phải người đi vô ra gì cả là cái chuyện bên ngoài thưa các vị quan sát phiền não nó sinh, nó việc chuyện buồn vui hờn giận đó là chuyện đó của người nhân thế họ buồn họ vui họ hờn họ giận họ khổ họ sợ thì chuyện của họ mà nó dính chi nhưng mà các vị quan sát vào ngay nơi chính ngay nơi chính tâm thức các vị Hãy làm người quan sát. Mình nhớ rằng mà rất nhiều bài dạy, rất nhiều buổi học mình nói gần này thấy nghe Và nắm được cái con người đang quan sát. Đó là thấy tắm Con người đó ở đâu vậy? Không lúc nào không hiện diện. Đang có mặt ở đây rồi bây giờ. Này đứng này đi này nói này cười. Lúc nào chẳng có cái con người đang nhận biết anh đang làm ở việc đâu và khi mình hiểu được điều này các vị thấy rằng là thiền tứ niệm xứ dở bước đạp đứng đi ngồi nằm co duỗi quan sát toàn thân làm nghĩa chi để thực tập từng bước từng bước một để đi vô đang đến trạng thái luôn thấy được đây là buồn vui sinh diệt mà anh không hề là những cái buồn vui sẽ tới một lúc anh thấy được từng dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy ngang nó chạy kệ nó Anh quan sát nó thôi Dính gì nhau Cho nên thưa các vị Nếu mình không học kỹ Thì mình tu mình sợ vọng tưởng nghe. Ôi sao tôi tu, tu tới ngần này 10 năm rồi vọng tưởng còn trùng trùng thế này Dường như là tu trạc pháp môn Không Vọng tưởng là chuyện đó tự nhiên Và không quan trọng cái chuyện vọng Thiền sư bảo rằng là không sợ vọng tưởng Mà chỉ sợ anh không là người quan sát được vọng tưởng thôi nó là cách lý giải của mình nghe nhưng mà trong thiền ngữ thì các ngài dùng mình nghe mình tưởng rằng là nó gì ghê gớm cái ông nói là không sợ vọng tưởng chỉ sợ giác chậm có hàm nghĩa rằng là chỉ sợ anh không là người quan sát cho anh là người quan sát thì mọi vọng thức liền liền tắt đó tóm lại nói dài dòng để tóm lại điều quan trọng thưa các vị kiến tánh ngộ đạo thể nghiệm được tâm chân thật của các vị thấy được pháp hành trì nó đơn giản nó chỉ là các vị thử làm người quan sát buồn vui thì các vị thấy đây là buồn đây là vui sinh diệt còn ta thì đang quan sát nó con người quan sát thì luôn hồn nhiên an lạc tĩnh tại không lai động đang có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây rõ ràng thường tại sáng rỡ ngay hiện tiền cái con người quan sát buồn vui Thưa các vị có buồn vui không không buồn vui chỉ là trạng thái sinh diệt của xúc cảm thôi cho nên tu mà cái mặt rầu rầu thì tu chẳng phát môn tu mà cảm thấy cô đơn quá tôi phải cần người nói chuyện để tôi có được niềm vui chẳng phát môn nghe tu cần có năm ba người Cho mình tôi tu sao nghe nó buồn thảm chẳng phát môn luôn <laughs> thực sự người thấy được đạo lý ni tô rồi, thưa các vị sống giữa một ngàn người vẫn sống một mình và sống một mình như sống với một ngàn người, tại hắn sống một mình nên không buồn, hắn sống một ngàn người nhưng không bị ai làm nhiễu loạn cả và ảnh sống hài hòa với thiên hạ, ảnh luôn an lạc hài hòa với thiên hạ, tùy thuận với thiên hạ nhưng không ai thao túng được ảnh tức là con người này đỉnh thiên lập địa có người này không biết sợ đất trời chê nhưng mà vì muốn mãi an lạc cho chúng sinh nên sống rất hài hòa nhưng mà không ai thao túng không ai nhắc dẫn không ai làm cho ảnh buồn vui và nếu mình là người cư sĩ mình hiểu được đạo mình tu thưa các vị mình đủ nói theo cái ngôn ngữ giờ là đủ hết nghe đầy ngạo nghệ sống giữa tầng đời ông thương tôi phước ba đời nhỏ tại tôi nguồn hạnh phúc thương tôi là bạn hạnh phúc tới cho anh thôi còn nếu không thương tôi không lý do gì tôi khổ hết đến với nhau sống nhau là nhân là duyên chia tay là nhân là duyên không có thấy mình là cần phải tự nương ai không thấy mình là ốm yếu không thấy mình phải phụ thuộc người không thấy rằng có người ban phát cho mình niềm vui mình mới vui còn mình không tạo được niềm vui cho chính mình không có chuyện đó một mình tôi sống giữa núi rừng tôi cũng làm cho lòng tôi nó tràn đầy niềm vui hỉ lạc nếu anh đến sống với tôi thì niềm vui nó tự lan tỏa trái lại mình không thấy được đường tu thưa các vị mình là người cô đơn người ấm yếu người cần tựa nương hai con người tựa nương nhau là hai sợi dây leo thì chuyện gì phát sinh làm sao leo lên được hai nỗi buồn hai tâm hồn cô đơn gặp nhau chuyện gì phát sinh nó không phải là cộng lại đó nghe và nó nhân lên gấp nhiều lần đó hai kẻ mà gặp nhau cho nhau quý vị chỉ cho nhau cái thao bể nó làm gì có của áo cho cho vậy thưa các vị thấy được đạo tu tạm rồi các vị trở thành hoàng đế các vị mới trở thành người giàu trở thành người kiêu hùng trở thành người mạnh mẽ trở thành người ban phát niềm vui cho ông có xin niềm vui nghe còn mình bây giờ thưa các vị coi chừng Mình là người sinh chứ còn mình không có ban phát được Mình chỉ làm cái ăn mài thôi Ăn mài thì chơi với ai Chơi ăn mài thì làm sao chơi hoàng đế được Còn ta hoàng đế thì chơi hoàng đế nhé Nguyên tắc là như vậy Cho nên thưa các vị Cái nền tảng của thiền đấu ngộ Nó đòi ta phải thấy tánh là như vậy nhé Từ cái cửa thấy tánh này rồi Các vị mới thấy rằng là Nếu mình hiểu được đạo Đi vào con đường tu rồi thì các vị sẽ có được bản lĩnh như mình đã thưa phần đầu bản lĩnh cạn nhất dễ nhận diện là bản lĩnh vô quý người rất mềm nhưng rất rắn rỏi nó là như vậy phải vậy thôi Không khác được chắc luôn đó đó là mình giải thích có mấy chữ thôi nhớ nghe cái nền tảng của thiền động ngộ là phải kiến tánh đó Người ta dùng cái từ là không kiến tánh Không phải thiền Đặc biệt là thiền đấu ngộ Nó đòi hỏi như vậy Không kiến tánh không phải thiền Cũng tu với người ta Cũng nói thiền đó đạo râm ran với người ta Thưa đại chúng rằng là nói thì cứ nói Thế nhưng Không đi vô Tâm tỷ vấn đề Không khai thác được đường để cho người ta đi vào Không mở được cánh cửa pháp môn Để người ta ngộ đạo đó nghe Và nếu đại chúng đã từng học những cái buổi học với mình thì các vị thấy rằng là mình có nói đông nói tây nói tăng nói củ chi nhưng mà mình vẫn quy chiếu về cái cửa này một ngàn bài pháp hai ngàn bài pháp thưa đại chúng rằng dường như mình chưa bao giờ rời cái đỉnh điểm này nghe có thể thấy trong đạo tràng học chúng người ta nghe chút cái người ta buồn ngủ quá tức là người ta khen mình quá tới hai phần ba học chúng người ta khen cứ gật đầu đi lìa thôi biết rồi xong rồi cái kiểu này phải đổi tông thôi từ tông cao đổi xuống tông thấp thôi chứ không có cách chi mà dựng dậy đại chúng cho người ta thức được thế rồi mình làm chứ hạ tông xuống ban đầu kể chuyện từ tiên đại thánh kể chuyện na tra lóc thịt trả bố mẹ vân vân thậm chí là đưa truyện ký vân vân nhưng mà thưa các vị lâu lâu cũng phải quay lại cái chỗ này nha cho nên các vị để ý rằng là thấy được đường tu rồi chứ cần làm giảng sư làm chế thấy được đường tu rồi thấy được tánh bất sinh bất diệt rồi thì bình thường có thể các vị quên vì cái tập khí trần lao của chúng ta nó quá nhiều thế nhưng mà khi có buồn có vui có hờn, có giận có những bất trắc đời sống nó chạm lên các vị các vị tự nhiên nhớ đến điều này Tại vì nó là cái bản nguyên của ta, gốc của ta. Cho nên thưa các vị, mình tìm ra con đường này, mở được cánh cửa này rồi, các vị thấy rằng là mà nó trở thành cái gì Trở thành viên minh châu. Trở thành cái cốt loại đời sống nghe. Cho nên các vị đi bất cứ nơi đâu, các vị chạm bất cứ những bất trắc nào cuộc đời. Khi các vị cảm thấy lòng mình nó bồn chồn hoặc cảm thấy phiền não, bất an, các vị liền trở về cái vùng trời này. Cái vị cảm thấy là nó an bình, nó tịnh đạt. Nó chữa trị lành tất cả những vết thương của tâm thức đó. Do vậy cho nên không ngộ không phải thiền. Người ta xác định một câu vậy. Không ngộ không phải thiền là vậy đó. Đối với thiền đúng ngộ, đặc thù của nó, cái nền tảng nó là như vậy. Thế thì mình dẫn một câu nha. Dẫn chứng một câu. ở trong chứng đầu ca. Có một câu rất hay là du gian hải thiệp Sơn xuyên tầm sư học đạo vị tam thiền tự tùng đốn ngộ Tào khê lộ liễu tri sinh tử Bắc tương can thưa các vị rằng là mình giải thích mấy cái từ này trước rồi mình nói cái nhân duyên của bốn câu kệ này là nói đến cái con đường thiền niệm văn hành để chúng ta nó liên hệ đến một bài kể nữa nay đem chứng đầu ca ra cho các vị quen với cái nền văn học này nghe đây là một tác phẩm văn học lớn của nhà thiền mà nghĩ chưa có ai có gan học thuộc lòng đâu nghe có thể có một vài người có gan người thứ nhất là thầy phước tịnh <laughs> Rồi thứ hai Chưa tin tới Nhưng mà thưa các vị Đây là tác phẩm lớn nhà thiền gom hết tinh hoa của thiền tông Về trong một tác phẩm này Rất là đặc thù Từng đoạn bốn câu thôi Du dân hải thiệp sân duyên là gì? Là dạo sông biển Đi khắp cả núi rừng Thiệp sân duyên đi khắp cả núi rừng Tầm thầy học đạo Vì tham thiền tới chừng từ cái lúc mà đốn ngộ được yếu chỉ của tàu khê tử tùng đốn ngộ tàu khê lộ là thấy được con đường đi của tổ tàu khê rồi thì mới biết rõ một điều rằng là sinh tử nó không hề dính chi với ta cả cái câu rất quan trọng là hai câu này nghe khi các vị thấy được tánh thì các vị biết rằng là sinh tử không chạm thấy các vị được sống chết là chuyện của hình hài sinh diệt này cái thể tâm không sinh diệt của các vị vốn là chưa từng sinh chưa từng diệt ví dụ dễ hiểu là thế này ví dụ như buồn vui thì nó sinh nó diệt nghĩ suy si thì nó sinh nó diệt nhưng mà cái tâm sáng rỡ hiện tiền luôn quan sát buồn vui luôn quan sát nghĩ suy si thì thưa các vị nó chưa bao giờ vắng mặt bản chất của nó là vô sinh mà vô sinh thì vô diệt đó nó chưa từng sinh Tại sao chưa từng sinh Tại vì trong quá khứ ta đã có nha Ta đã có nó từ lúc bé thơ Lúc mình vừa sinh ra Mình còn chưa nhận diện được cuộc đời Nhưng mình đã có rồi cho nên Nó mới dắt dẫn hình hài này sống tới hôm nay Và nếu mình không có phát giác được Thế thì thưa các vị Cả đời mình cứ chìm vô phiền não Bất an, ưu tư, sầu thảm thôi Không có cách chi vượt thoát Thế rồi, nếu một sáng tình cờ Mà các vị phát giác rằng là ngoài cái buồn vui ta còn là cái năng lực tâm nó không hề dính với buồn vui buồn vui thì nó là xúc cảm sinh diệt nhưng mà trạng thái đang nhận biết tỏ tường đây nó lúc nào cũng có mặt thì nó đâu có buồn vui chi liễu ngộ được điều này thưa các vị nó trong một tróc tay gì chứ mấy tâm phật và phàm tâm thưa các vị nó không cách nhau đừng tơ cái tóc nào là như vậy nha cho nên người ta gọi cái từ là đốn ngộ Đốn ngộ là ngộ tức khắc Ngộ trực tiếp, ngộ bây giờ, ngộ đây Không qua cái quá trình làm gì cả Như quên chợt nhớ thôi chứ không có gì Là cách quản thời gian cả Ví dụ như cá bị Từ cái quên cá bị chợt nhớ Nó có tốn thời gian không 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 cần một tróc tay Không cần một giây đồng hồ gì cả từ niệm mê chuyển qua niệm ngộ nó nhanh hơn một tróc tay rất nhiều nó chỉ trong một sáng na thôi sáng na là đơn vị nó ngắn nó đổi không có gì ngắn hơn nữa đây là hai câu khi ta liễu ngộ được tâm thì ta sẽ nhận ra rằng là tử sinh không dính chi với ta cả hình hài này là cái của ta chứ không phải hình hài là ta rồi buồn vui này là cảm xúc của ta chứ không phải là ta nghĩ suy này là ý nghĩ bồng bền của ta nó sinh ra trong cái vùng tâm của ta nó như những mảnh mây trôi vẫn vơ mà ta là bầu trời trong veo ngát thế thì thưa đại chúng rằng là liễu ngộ được tâm thì người ta không còn sợ tứ sinh là như vậy đây là điều thứ nhất mà giải thích bốn câu kệ để các vị nhận diện rằng là đối với người tu đạt đến cái chuyện xa như chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn chưa tin Thế nhưng gần nhất là chi? Gần nhất là đạt vô quý Không biết sợ. Một hôm. Có vị thiền tăng đi lang thang. Để tham vấn vị thiền sư. Ông hỏi anh cầu. Mà nếu chúng ta. Đã từng học qua những bài học. Về thiền đống ngộ. Thì các vị trả lời cũng được. Chứ không đợi ông thiền tăng nào khác. Ngài hỏi chỗ này. Tôi hỏi ông. Chứ, cái gì du gian hải cái gì thiệp sân xuyên cái gì tầm sư hồng đạo thanh thiền rồi cái gì ngộ được tàu khê rồi cái gì là cái không sợ sinh tử vậy nói cho ta nghe ông thiền tăng kia rất là bối rối tại vì ông nói rất ư là, là nhiều vấn đề cái gì là du văn hải thiệp sân xuyên cái gì là tầm sư học đạo rồi cái gì là cái ngộ được yếu chỉ tàu khê rồi cái gì không biết sợ tiếng sinh vậy ông nói cho ta nghe trong một đời con người nó trồng bốn năm lớp vậy đó thế là nếu các vị nhìn ra thì cái đi khắp nơi chân không biết mỏi là thân nghe cái năng lực tầm sư học đạo mơ ước được liễu ngộ được tâm là năng lực của ý chí của bản nguyện của tâm bồ đề thế rồi đến tầng thứ ba là cái đấu ngộ tàu khê là chi Từ cái vị cái đó là cái phải quay ngược vào bên trong nghe đang ra đây là buồn, đây là vui Nó sinh, nó diệt Mà ta là người quan sát được cái sinh diệt của buồn vui Ta không có buồn vui Anh là người thấy Anh là người quan sát Anh không phải là cái đối tượng Bị quan sát đâu nghe Thưa các vị là hai cái từ đó Mà ta phân tích cho rõ ràng Thì các vị nhận ra cái con đường Để đi vô sự tu tập chứ có gì khó hiểu đâu Các vị thấy coi Cái gì các vị nhìn thì cái đó Đều bên ngoài các vị cả để các vị quay ngược vô các vị nhìn từ quỳnh trong nói quay ngược vô nhưng mà nó không có chỗ để quay vô đâu nghe chỉ là sự tác ý thì hồi tâm thì quay lại thôi chứ còn mình quay vô cái chỗ nào nó là cái trung tâm của các vị nó là cái lõi của các vị mà cái lõi thì nó không phải như là cái bắp trầm ở bên trong nó không là cái lõi chuối lõi cây gì cả mà cái lõi nó là cái lõi rỗng lõi không nó khó khăn cho chúng ta là như vậy nghe càng đi vô càng đạt các cái cái vô rỗng lặng tự nhiên tại vì cái năng lực tâm đang quan sát thì nó không có tiếng nói thì thầm ví dụ như các vị nói là tôi đang quay ngược lại tôi đang quan sát tâm tôi thì cái câu nói các vị đang quan sát câu nói thì thầm đó bị cái năng lực tâm chiếu sáng đang quan sát cho nên nó vô ngôn nó rỗng lặng trạng thái không trạng thái trống nó chỉ là trạng thái nhận biết nhưng mà không có tiếng nói thì thầm Nó được quyền có mặt trong đó cả. Vừa khởi tiếng nói thì thầm thì tiếng nói thì thầm đã là cái bên ngoài đó rồi. Đó là đối tượng bị nó nhìn thấy rồi, bị nó nhận diện rồi. Thế thì thưa các vị, quay ngược vào trong thể nghiệm được nó gọi là đốn ngộ được yếu chỉ tàu khê nha. Rồi khi đấu ngộ được rồi thì mới nói nói chuyện liễu khi sanh tử thấu đạt được tử sinh không chính chi với anh cả đây là bốn câu đoạn thứ 19 của chiến đầu ca mở đầu cho đoạn thứ 20 đoạn 20 nó lại liên hệ đến quán niệm của kinh niệm thân hành này Bây giờ mình xóa cái này nghe mình chép đoạn 20 nữa rồi giải thích nó liên hệ lại với niệm thân hành tuy nhiên có một điều mình xin quảng cáo hàng luôn thưa đại chúng rằng là trong mắt thương nhìn đời nó có một cái phần chứng động ca dvd trong đó nghe chứng động ca có ai dành chút thì giờ vô đó lục lạo chưa mình nghe mấy đứa độ tôn đệ tử mình nó nói thưa thầy cái văn bản nó hay như thế này nhưng mà càng về sau ít người vô đếm đi đếm về chừng khoảng ba bốn chục người thôi trong khi nó nằm ở trên đó cũng chục năm rồi nghe và xin giới thiệu thêm thưa các vị Đây là một tác phẩm thiền Đặc thù Gồm tinh ba của thiền đốn ngộ Và những bài giảng ở Trong chứng đầu ca Thưa các vị nó là loại nước cắt Tức là nước người ta chưng Nó tinh chất của nước Trong veo trong veo. Từ cái dòng thiền đốn ngộ chảy ra Cho nên các vị lục lại ở trong chứng đầu ca các vị nghe mấy cái đoạn này mình giải thích một chút để quảng cáo hàng thôi nghe Hôm nay phải quảng cáo hàng tại hàng ế quá rồi cho nên quảng cáo <laughs> giờ mình xóa này một đoạn thứ hai để liên hệ đến, đến hành tầm sư học đạo vị tham thiền tự tùng đốn ngộ tàu khê lộ liễu tri sinh tử bất tương cang bất tương can là nó không dính chi rõ biết rằng sinh tử nó không dính chi ta cả nó rớt ra ngoài mất tiêu rồi ta không có sinh tử tự nhiên các vị liễu ngộ được tâm phật bất động vô sinh các vị thấy rằng là thọ mạng của mình bằng với cái chi các vị biết không dài bằng hư không nghe tức là vạn hữu vũ trụ này sinh sao tâm phật của các vị tuổi thọ các vị bao trùm hư không giới bằng với pháp giới tính kỳ thực rằng là người xưa khi ngộ đạo rồi thưa các vị họ lại phật phải... người xưa khi họ thấy được đạo rồi thưa các vị cái niềm tri ân của họ lớn lao đến đổi họ có nói một câu rằng là tối cốt phân thân bị túc thù cái này cũng trong chiến độ ca nha. tức là nghiền thân ra làm bụi chưa đền được ân tam bảo nữa nhất cứu liễu nhiên siêu bất đức chỉ cần một câu thôi thể ngộ đạo rồi thì vượt ngàn vạn kiếp tử sinh một câu kinh phật mà thấu ngộ được rồi thưa các vị là có thể nghiền thân làm mảnh bụi từng hạt bụi là một kiếp để đảnh lễ như lai vẫn chưa cảm ơn được đức như lai tại vì lúc bây giờ các vị thấy rằng là thọ mạng các vị bằng với hư không giới chứ không phải bằng với đất trời đâu nghe Tại vì hành tinh này còn có thể bị nghiền nát. Mặt trời này có thể chết sau 10 tỷ năm. Thế nhưng mà thọ mạng các vị thì nó dài, nó bao trùm luôn cả hư không giới. Hư không này có thể tan thành cát bụi, biến mất luôn. Nhưng mà thọ mạng các vị thì không mất. Khi các vị thấy được đạo rồi, nó là như vậy. Cho nên cái từ trong chứng đầu ca bảo rằng là tối cốt phần thân vị túc thù nghiền xương nghiền thịt ra thành từng mảnh bụi không có đủ để đền ơn tam bảo vì chỉ cần một câu thôi nhất cú liễu nhiên thì siêu bất đức là vượt trăm ngàn kiếp của sinh tử luân hồi mình chép bốn câu kế tiếp nó liên hệ đến cái đoạn này nghe hành diệt thiền tỏ diệt thiền động tĩnh ngữ mặt. Ồ oh, mình động mấy câu này cho các vị chép luôn nè. Hành diệt thiền, tỏ diệt thiền, hành làm chi? Đi ngang. Tỏ là chi Đi nghe, tỏ là gì? Ngồi. Diệt có nghĩa là cũng thôi. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Động tĩnh ngữ, ngữ mặt, tức là động tĩnh nói và nín, mặt là nín nghe thể an nhiên có nghĩa là cái tâm các vị luôn an nhiên cái trạng thái tâm nhận biết của các vị luôn chiếu sáng túng ngộ chứ thầy chứ túng nhưng mà chứ túy đâu nghe mình biết có khi nó hơi khó đọc cho các vị túng ngộ là ví dầu như gặp phong đau có nghĩa là đau bén đang kề trước cổ của các vị cũng thường thẳng thẳng là thường bình yên thường tự tại thường thông thả thường vô bí. hắn là thản nhiên đó giả nhiêu ví dụ như có ở trên núi cao sơn nhạc mà núi cao bị người ta xô xuống cũng vô cùng là nhàn hạ giả nhiêu sơn nhạc giả nhàn nhàn giả này có nghĩa là cũng nghe nhàn nghĩa là luôn an nhàn tươi tỉnh không có rung chân không có sợ sệt không có bất an hai chữ này thẳng thẳng ta cũng có thể dịch cái từ là thẳng nhiên chữ nhàn nhàn này cũng có thể dịch là rất ư là an lạc thẳng nhiên là an lạc đi cũng thiền ngồi cũng thiền nói đến động tịnh thể an nhiên dù gặp phong đau thường mình không có nhớ văn dịch người ta đâu <laughs> thường tự tại tuy nhiên mình gợi ý nhưng mà các vị tìm nghe lại chứng đầu ca ở trong cái tăng nhà mắt thương nhìn đời nghe cái phần DVD và xin thưa đại chúng rằng là mình dạy chứng đầu ca tới ba bốn lần rồi chứ không phải ít đâu nghe một lần đó năm 2000 mình dạy ở quan âm việt nam sau đó dạy ở trường trung cấp phật học qua mỹ hai nghìn là chín là mười không nhớ mình dạy ở chùa quan âm và lần cuối cùng, lần thứ ba đó thưa các vị Là mình dạy ở bên tách xịt trước Đâu hai ba bài chi đó Là mình thấy tự nhiên rồi bỏ luôn sao Cho nên về mây từ lại mở một Cái chương trình học chứng đầu ca tiếp Lần đầu Năm mươi sáu đoạn chứng đầu ca Mình dạy có hai chục buổi học là xong Lần thứ hai dạy được ba chục, bốn chục buổi gì đó Lần thứ ba dạy tới năm mươi mấy sáu chục buổi học lại nghe Và nghe thì hả đồn rằng Cái này mình nghe thì hả đồn rằng thôi <laughs> Lần thứ ba là lần dạy sau cùng và dường như khá hay Mình nghĩ chắc khá hay Và sẽ không có lần thứ tư Tại đủ rồi Cho nên nếu các vị mà còn chưa chịu vô để mà nghe lại những đoạn này Không biết cái chủ đề nó tên là gì Đoạn thứ 20 Theo số thứ tự Của những bài thi kể phân đoạn Thế nhưng mà có những bài Trong đó mình dạy tới một buổi hoặc hai buổi bốn câu thôi Nhưng mà thưa các vị dạy Hà tiện Sẽ mau hết cho nên có những Đoạn bốn câu dạy tới hai buổi đó là xin giới thiệu về lịch sử của cái đoạn thi kể này. Và bây giờ thì giải thích đây Thưa các vị điều thứ nhất Các vị nhớ rằng nếu mình đi trực tiếp vô thiền tứ niệm xứ thì thưa các vị, điều thứ nhất mình thực tập dường như nó hình thức hơn nha. Hình thức hơn. Là phải đi cho thiệt chậm là Phải dở bước đạp các sư bắt buộc mình phải tác ý, dở lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Các vị biết rằng quá trình mỗi bước nó tới ba đoạn rồi đi rất chậm mà ai không quen thì có nước mà té luôn tại vì vợ đưa chân lên đặt chân xuống cái này cũng rất hay tập cho người ta có được có được cái bước chân rất là vững thế nhưng mà đôi khi mình lại không biết cái nội dung cần phải thực tập cho nó làm sao cho nên đôi khi mình rất ưa là hình thức nha nó cũng có cái điều rất hay là hình thức như vậy luyện tập cho nó lâu dài Thế cái vị nó làm thành cái nét đẹp và không khéo thì nó cũng làm thành cái nét chi Cái nét lập dị luôn Đây là cái điều mà chúng ta nên lưu ý nha Đôi khi mình tu thì chẳng có giỏi Bình thường thì mình vung vãi Mình nói cười Mình đi đứng nó vô cùng là thiếu đoan trang Thế nhưng mà trước mặt thiên hạ Thì mình cũng làm điệu làm dáng Đây là cái việc có khi Nó lâm vô tình trạng khó khăn như chính ta Trở thành là mình không chân thật Điều này nói nhiều nó đụng chạm nhau nghe nhưng mà có nhiều trường hợp một số các vị họ tu thì thưa các vị họ đóng kịch hơi nhiều cho nên chúng ta nên tắm tình trạng này đây là mình nói về công phu thiền tập nếu thật sự không có cái tâm đam mê tu tập và đôi khi thì mình trở thành là người biểu diễn hơi nhiều làm biểu làm dáng hơi nhiều và cái điều này nó cũng tạo thành một cái sức hút rất lớn đối với những người phật tử người ta có lòng tính kính tam bảo đó gặp các thầy đi mà không dám bước đó, kiểu đó họ rất ư là ngưỡng mộ nghe thứ thật rằng đời tu của mình mình không có bao giờ thực tập cái chuyện mà đi không dám bước đâu mình sống như mình đã từng sống thôi chịu chịu thôi ở à, đâu cũng vậy hết đây là cái nét đầu tiên mình nói về cái thiền tập của tứ niệm xứ nếu không khéo không thực tập bằng trọn vẹn niềm đam mê và trái tim nhất là bằng cái sự hiểu biết của người có học Phật pháp ấy, thì đôi khi mình chỉ làm một việc đó là mình biểu lộ mình biểu diễn mình giả vờ thì vô hình trung thưa các vị nó không có thể thành đạt được cái công vô thiền tập nhất định từ cái giả vờ của biểu lộ cư xử vận động thân rồi nó biểu lộ thêm một cái chuyện giả vờ của cách sử dụng ngôn ngữ luôn nghe đôi khi mình không có học từ cái nền tảng căn bản phần dạy cho nên đôi khi mình cũng bắt chước trong cái cách trình bày ngôn ngữ phải nói thế nào cho nó nhẹ nhàng cho nó dịu dàng cho nó mềm mại thưa các vị điều này thì nó cũng có một cái phần rất lợi ích thế nhưng mà đối với cái công phu thiền đấu ngộ người ta không làm như vậy đâu nghe công phu này nó là công phu của người thực tập từ ngoại vi đi vô trong nội dung trong cốt lõi trong khi thiền đốn ngộ thì họ lại đi từ nội dung của tâm thức đi ra do vậy cho nên điều thứ nhất nó có vẻ như là tu mà không thấy tu điều thứ hai nó tùy vào mức độ tâm được thanh lọc, được trong trẻo, được an lạc bao nhiêu thì nó biểu lộ ra ngoài bấy nhiêu. Cho nên nó không có cần phải giả vờ, không cần phải đóng kịch, không cần phải làm bộ. Tuy nhiên, nếu không có được năng lực đam mê tu tập thì thưa các vị, với con đường thiền đấu ngộ này rất khó để cho chúng ta có thể thực tập lâu bền. Tại dường như Điều thứ nhất là đạt đến một mức độ nào đó người ta cảm thấy rằng không cần thiết nữa thì nó bỏ ngang dọc đường. Điều thứ hai là tâm phàm thì nó nhiều nhưng mà tâm thánh thì nó ít tức là cái chủ nhân tu thì nó vẫn còn ấm yếu nhưng mà cái tập khí phiền não thì nó quá dày. Do vậy cho nên từ cái sự liễu ngộ tự hào rằng mình đã thấy được đạo rồi lại không thực tập nó trong cái sinh hoạt đời thường cho nên thưa các vị cuối cùng rồi chẳng đi đến đâu cả cho nên nó có cái phần rất là tiêu cực của thiền đấu ngộ. Tóm lại, điều đầu tiên xác nhận rằng là trong bất cứ bộ môn nào nó cũng có hai phần nha. Một, đó là cái tính tiêu cực của nó. Hai, là sự tích cực của nó. Tức là sự thành đạt. Hai, là sự thất bại. Dòng thiền nào nó cũng có hai phần này cả. Nên lưu ý như vậy. Và ta nhận diện được điều này, ta tránh đi cái tình trạng. Đó là điều thứ nhất là mình nghĩ lầm về mình mình vẫn còn phà Mình nghĩ rằng mình đã thánh đây là sai điều thứ hai nhận diện tỏ tường rằng cái bước đường của ta đi ta rất là cần phải làm cái này làm cái này và chỉ có ta là người làm chủ đời sống ta thôi nghe ví dụ như mình thấy rằng là về cái phần hình thức phần ngoại vi phần quy nghi phần đứng đi của mình nó vẫn còn rất thô tháo và nếu mình vinh vào cái cớ rằng là mình đã liễu ngộ được tâm mình không cần là củng cố về quy nghi của mình trong cái cách thiền tập thì thưa các vị đây cũng là cái lỗi lầm rất là lớn cho nên có những điều mà chúng ta phải rất là thông minh để có thể ứng dụng vào công phu hành trì rồi mình đi vào cái bài này để các vị thấy là nó có hai phần ta có thể ứng dụng thiền niệm tân hành ở đây ta cũng ứng dụng cái nội dung của thiền đấu ngộ vào cái bài thi kệ thiền chứng đầu ca của ngài quyền giác nha tôi nghĩ chắc các vị thuộc lòng bài kể này rồi ha, giờ mình xóa nha, mình thêm một cái phần b của vấn đề chia sẻ về cái bước thiền tập, cái phần a của vấn đề mình nói về nền tảng thiền đúng rồi đổ. phần b ứng dụng niệm thanh hành Chứ hai phần thiền đúng rồi đổ, niệm thanh hành thế này chúng rằng là mình chia hai cái nét này để các vị có được một cái phân tích ứng dụng nha cũng là niệm tăng hành thế nhưng truyền thống của thiền nguyên thủy đi theo cái dòng tứ niệm xứ Tại niệm tăng hành thì nó có chút khác biệt thế nhưng mà nếu ta liễu ngộ được tâm thấu đạt được phương pháp tu tập của truyền thống các vị thiền sư Trung Hoa từ dòng tiền đấu ngộ thì cúng niệm thân hành thế nhưng mà chúng ta lại có được cái cách hành xử và ứng dụng pháp hành trì này trong đời sống chúng ta nó có một cái sự khác biệt giữa hai dòng thiền này đầu tiên mình nói về thiền niệm xứ niệm thân hành thưa đại chúng rằng là như các vị thấy chúng ta vừa học cái bài kinh niệm thân hành thì nó có hai phần niệm và quán nếu tột cùng của niệm thanh hành truyền thống nguyên thủy thì nó không khác biệt gì với niệm thanh hành của thiền đông ngộ cả thế nhưng bước khởi đầu thì nó có khác biệt nghe khác biệt đầu tiên đó là thưa các vị đối với thiền tứ niệm xứ tức là thiền như lai thiền của truyền thống nguyên thủy họ niệm thanh hành tu tập trên pháp hành trì này đó có nghĩa rằng là họ đi từ ngoại vi đi vô trung tâm họ dùng cái năng lực tâm quan sát được là từng cái lai động của thân, từng bước chân dở bước đạp từng cái nghiêng đầu nhau mắt nhấn bài, từng cái co duỗi vân vân tức là họ chưa liễu ngộ được từ cái trung tâm có vấn đề là cái điều rất quan trọng đó là từ những phương tiện thế này để đạt đến cái thấy là anh luôn làm người quan sát từ cái ngoại ngoại biên rồi đi vô thôi cho nên nó từng bước rất là chậm như vậy đôi khi nó dễ quên và đôi khi nó làm cho cái sinh hoạt của họ đôi khi nó rất ư là dị dạng và nó rất ư lỏng cổng nghe. đôi khi các vị nhìn những vị mà tu rất miệt mài các vị thấy các ngài dường như là các ngài từ cõi nào nó hiện xuống trần gian này chứ không phải là người trần gian sinh hoạt bình thường đâu rất là lạ hơn chúng ta rất nhiều trong khi các vị sư của truyền thống đống ngộ này tu tập tức là của truyền thống Trung Hoa thì thưa các vị có khi ông không có như vậy ông ăn ào ào ông đi ào ào và ông nói năng thì đôi khi nó cũng không có phải là nói từng tiếng rặn ra nói rất bình thường cần hùng hổ thì nói như sóng gỗ nó rất là khác biệt cho nên thưa các vị cái điều đầu tiên nên ý thức rằng là truyền thống của Nikaya tức là của Nguyên Thủy dạy thì chúng ta phải đi từ bên ngoài ngoại vi đi vô chú ý đến từng cái lai động của thân và lấy thân làm đối tượng và đánh giá cái sự thành tựu của thiền tập trên cái sự hoàn thiện về nhân cách hoàn thiện về cái chuyện đi đứng nói cười vân vân quy nghi trân trọng được anh quan sát một cách tỏ tường đây là cái bước của thiền nguyên thủy niệm thân hành trong khi thì đủ ngộ điểm phân hành thì nó lại khác biệt đi chậm đi nhanh hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nói hoặc cười cái điều quan trọng không phải là anh chú ý đến cái con người đang làm việc mà anh chú ý đến cái tâm đang quan sát cái con người đang làm việc này hai điều này nó có chút khác biệt nghe một phía là chú ý đến đối tượng một phía là chú ý đến cái con người đang quan sát đối tượng hai điều này nó có sự khác biệt như vậy Ví dụ hiểu là thế này Ví dụ như tôi nhìn tôi chú ý đến cảnh trí Này là cửa này Này là nhà này Này là cây cối này Này là mây trời đang bay nè Đây là chú ý đến đối tượng Hướng ra ngoài Nhìn những đối tượng đang đi, đang đến, đang sinh, đang diệt, đang có, đang không Nhìn những sắc màu xanh vàng đỏ trắng thế nhưng mà cũng nhìn ra ngoài nhưng mà tôi không chú ý đến những cái đối tượng đang thấy và tôi chú ý trong mắt của tôi nó đang lung lay làm được điều này không làm được nghe thay đặt cái sự nhận biết của ta quan sát phân tích những đối tượng khi mắt ta tiếp xúc thì bấy giờ mình cũng nhìn ra hướng bên ngoài nhưng mà cái sự chú ý nó nó dội ngược về ngay nơi con mắt này nhìn thấy cảnh trí nhưng mà để ý rằng mắt của mình nó đang nhìn thẳng nhìn nghe đang nhìn lên và nhìn xuống đây là tầng thứ hai mình thu cái năng lực nhận biết nó trở về bên trong đã tới cái cốt lõi vấn đề chưa chưa thưa các vị cốt lõi vấn đề là cái nguồn phát sóng tức là cái nguồn phát lệnh từ tâm thưa các vị phát lệnh cho con mắt này nó nghiêng hoa nghiêng về tức là ý nghĩ các vị nó phát lệnh ra để trần mắt các vị nghiêng hoa nghiêng về Thế thì thay vì chú ý tầng mắt là đã chú ý tầng thứ hai rồi. Tức là mình lui nó về rồi. Nó về bên trong rồi. Nó trở lại cái nguồn của nó rồi. Nhưng mà chưa đến cái đầu nguồn của nó. Đầu nguồn của nó là nơi nó phát cái lệnh rằng mắt này phải nghiêng qua nghiêng về. Tức là cái tiếng ra lệnh thầm thì cái mật lệnh thầm bên trong. Chứ không phải là trong mắt này nữa. Từ cái điều này nó cho chúng ta. Đó là ví dụ thôi nha. Quy chiếu về cái thiền đấu ngộ này. Thưa các vị nó hàm nghĩa rằng thân này đi đứng nằm ngồi miệng này nói năng động tĩnh đầu này nghiêng qua nghiêng về tay này co tay này duỗi là chuyện của hình hài rồi ý nghĩ này nó phát lệnh rằng là phải ngồi phải đứng phải đi đó là chuyện của ý nghĩ nhưng mà cái nguồn của nó từ bên sau nó đang quan sát không phải chỉ có hình này thôi mà nó quan sát luôn cả cái ý nghĩ này đang động tĩnh nữa đây cái nguồn tâm đang quan sát đang chiếu sáng những cái tầng đang lai động nơi tâm thức thưa các vị đạt đến cái điều này thấy được cái chỗ công phu này thì người ta gọi rằng là cũng niệm thân hành nhưng mà trên cái nền tảng thiền đúng ngộ đây là hai cái cách giải thích không biết nó có khó hiểu đối với các vị không thế rồi cái cách thứ ba nữa cách thứ ba là cái pháp phương tiện nhắc dẫn nha dẫn đi vào hay nói cách khác cái phương pháp này nó hàm nghĩa rằng mình mượn cái cánh cửa của thiền nguyên thủy niệm văn anh để đạt đến cái thấy để các vị có thể đi vào công mô hành trì của thiền đóng gọn và điều này trong tất cả bài học chúng ta chúng ta đều cố tình xoáy về cái điều này nhé các vị để ý rằng là mình có hướng dẫn ba bước thiền tập phải không bước đầu là các vị thấy hơi thở đi vào đi ra sau đó chuyện năm ba phút các vị nhận diện rằng là không phải là thấy hơi thở đi vào ra nữa mà thấy bụng đang phòng và xẹp từ 5 phút 10 phút gì đó rồi các vị rồi các vị đi vào bước thứ ba là làm cái chi là quan sát toàn thân của các vị nghe thế thì cái gì quan sát toàn thân thưa đại chúng đây là bước đẹp để dần dần các vị bước vào dòng thiền đốn ngộ điểm thân hành nghe khi các vị nhận diện được hơi thở vào ra thì tâm đã có định rồi và cùng một lúc có định và có được cái năng lực nhận biết thì định và tuệ cùng có mặt. Giống như là thiền nấu ngộ người ta dùng cái từ là định tuệ đẳng dụng của Ngài Lục Tố Vệ Năng nha. Tâm mình không có lung lai, không chạy đi chạy về, không có hướng vọng về chỗ nào cả. Nó chỉ đơn thuần là nhận biết hai thở đang vào ra là có định. Và nó luôn thấy tỏ tường từng hai thở vào ra thì lúc bây giờ tuệ nó đang có mặt đó. Định tuệ cùng tu. Cũng như vậy, mình đang thấy bụng phòng và xẹp rõ ràng. Mình không có để tâm mình nó chạy đi chỗ nào khác. Thì thưa các vị, định tuệ cùng có mặt trong một lúc các vị vận dụng công vô thế này. Thế rồi, 5 phút, 3 phút sau các vị bắt đầu làm một việc rằng là thay vì chú ý chỉ có vùng bụng thôi, bây giờ ta chú ý toàn thân. Và khi chú ý được toàn thân, thì ngồi chú ý toàn thân cũng được, tức là ngồi ta cũng quan sát toàn thân ta, ta như không gian bao quanh chiếu sáng thân ta. đứng ta cũng làm điều này, đi ta cũng làm điều này, co duỗi ta cũng làm điều này. rồi quen dần đạt đến bước thứ tư là nói năng động tĩnh ta cũng làm điều này, co duỗi ta làm điều này. Rồi đạt đến bước sau hơn nữa là cái này buồn này vui này hờn này giận nó chạy tới chạy lui ta cũng quan sát được. tại sao Tại vì quan sát thân được Không phút giây nào rồi Tâm anh luôn bám sát Với cái hiện tượng là thân đang lai động Thì lúc nào anh cũng quan sát nó Anh cũng chiếu sáng nó Nhắm mắt anh cũng đang nhận biết nó Mở mắt anh cũng nhận biết nó Đắp mền rất kín Ở trong phòng rất tối Anh cũng thấy rõ ràng Tâm anh luôn sáng trưng như vậy Thế thì thưa các vị Không có một niệm lự buồn khổ bất an Nào sinh ra các vị không nhận diện không có dòng suy nghĩ nào vừa khởi lên mà các vị không thấy thế thì thưa các vị đạt đến cái mức độ này công phu được như vậy thì các vị đã an trú trong thiền đốn ngộ điểm thân hành cũng hàm nghĩa rằng các vị đang làm người quan sát được buồn vui hờn giận quan sát được những suy nghĩ thì thầm và khi năng lực thực tập này thuần thục thì các vị cảm thấy một điều tự nhiên đó là chi này buồn này vui đến và đi không dính chi ta nó đơn thuần chỉ là những xúc cảm thôi này là những ý nghĩ sinh ra mất đi không có làm ta trao đảo gì cả nó chỉ là những ý nghĩ sinh ra rồi diệt và ta thì trạng thái tâm phật đang chiếu sáng đang rõ ràng thường tại không có bị buồn vui hờn giận cáo lôi không bị ý nghĩ dắt dẫn rồi lúc bây giờ thì các vị đạt đến trạng thái của cái chi của an lạc của tỉnh tại của chiếu sáng hiện tiền của trạng thái vô niệm Và thưa các vị lúc bây giờ thì đi đứng ngồi nằm đều tĩnh lặng tức là hành diệt thiền tọa diệt thiền động tĩnh ngữ mặt gì tâm thể của các vị cũng an nhiên bất động cả lúc bây giờ thì thưa các vị đối diện trước những bất trắc cuộc đời đối diện trước dầu sôi lửa bỏng đối diện trước bao nhiêu cái chuyện Thủy nhổ đắng cay vung vãi những điều khó ưa của người vào ta cũng không có làm cho ta lay động nghe lúc bây giờ các vị trở thành một ngọn hùng phong vững vàng hiên ngang kỳ vĩ không ai làm các vị lung lai được cả nó phải như vậy cho nên thưa các vị ba bước này hai bước đầu mình phân tích từ dòng thiền đấu ngộ và dòng thiền của Nguyên Thủy Giúp cho chúng ta Một là từ bên trong đi ra Hai từ bên ngoài đi vô Tuy nhiên bước thứ ba này Là những bước Phương tiện mình dắt dẫn Trong ba bước thiền tập Và cộng với những buổi học của chúng ta Để các vị Điều thứ nhất là vững vàng Có niềm tin đối pháp hành trì Điều thứ hai Không phải đợi đến cuối chặng đường Mình mới thấy ánh sáng Ngay bây giờ Ngay đây đây lúc vừa học vừa hành trì ta đã hiểu được là cái đường ta đến phải chỗ đó thôi ta biết rằng là từng bước niệm thân hành từng chặng đường chúng ta đi là chúng ta đang trú trong trạng thái tâm bất động như như của chính tự tâm ta đây là hai điều chúng ta học chiều nay sáu giờ rồi dừng ở đây mừng quá và yeah, hạnh phúc chắc và thỉnh chuông hồi hướng là một là ngồi chơi hai là chia tay hai điều này chọn điều nào cũng được